Nhà vườn Thế Nam gửi lời chào các bác yêu cây. Hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2022. Và em có ghé thăm một nhà anh có hai tác phẩm Khế Chua và hai tác phẩm Xanh Si Búp Đỏ rất là đặc biệt. Sau đây em sẽ quay chi tiết từng tác phẩm cho các anh có thể chiêm ngưỡng hoặc có thể giao lưu cùng với nhà vườn. Thì trước mắt đây là một tác phẩm khế. Đây là khế chua. Thì cũng không biết là anh chủ đang đặt tên cho tác phẩm này là gì. Vì anh có hẹn nhưng anh lại có việc bận, anh lại đi mất. Nên là quay trước cho các bác để các bác có thể chiêm ngưỡng qua. Thì tác phẩm khế này nó ký trên cái chậu này là 2m8. Nên với lại khoảng 1m8 hoặc 2m đấy ạ. Đây là cây khế cổ, cực kỳ là già. Các cái vách, các cái phần thân chỉnh nó mại đi, thì còn lại hai cái phần thân con. Và thân con này nó cũng rất là già rồi, cực kỳ là già. Đây là phần rong rêu hoặc cái phần cây cũ, cây chính cũ. Cây này thì nó cũng là cây hai cây song thụ đấy. Cây này thì năm ngoái cũng rất là nhiều quả. Tuy nhiên năm nay chắc do anh chủ cho ăn nó kiệt quá cho nên là nó hơi ít quả. Em sẽ gửi cho các bác xem cái ảnh mà cái thời gian nó la quả nhiều. Cây này rất là dài, em sẽ quay cả xung quanh cả hai mặt cho các bác để các bác có thể chiêm ngưỡng qua và có thể giao lưu. Đây là khế chua nhá, em đã ăn quả rồi. Vì nhìn lúc đầu cái lá của nó hơi bệch bệch và cái quả nó hơi mập nên em phải ăn thử. Thì ăn thì đúng chính xác đây là cây khế chua. Cái phần tử bên này làm rất đẹp này, khả năng mặt này cũng cực kỳ là đẹp, cây rất là già. Các cái phần tay này bẻ lắc. Cây này vừa được phần cái cốt, vừa được phần tay đòn của anh nhá, và anh chăm sóc và anh vẽ lại cũng rất là đẹp, rất là già này. Các cái vách này rất là cổ. Cái này cho lên hẳn một cái chậu to và cấy tiểu cảnh vào thì cực kỳ là đẹp. Đây là hai thân này. Chắc em phải để ở cái điện thoại nên là để các anh có thể lượng được cái kích thước của cái tác phẩm này. Đây là cái điện thoại em anh nhé. Đó. Cây à, cực kỳ là to, cực kỳ là cổ. Mà đến một cây khế nữa. Thì cây khế này thì cũng được anh nhặt qua rồi. Đây, một cây khế. Cây này nó cao chắc tầm phải 1m8. Rộng thì chắc tầm khoảng 1m3. Hoặc là 1 đến 1m6 thôi. Mà sẽ quay chi tiết. Cây này thì chắc là cây em cũng chưa ăn thử quả nhưng khả năng đây sẽ là cây khế chua. Cây này đang được anh cắt đi lên này, có thể nhìn rõ được thân. Một cây khế trực cỏ rất là đẹp. Các cái phần vách thân này. Rồi, vanh nó chắc phải tầm trên 200 ạ. Phía dưới gầm ghế rất là đẹp. Một tác phẩm khế chua. Sau đây sẽ quay thêm cho các bác có thể tham khảo qua. Đây là tác phẩm Si Búp Đỏ. Nhìn như ngọn núi, rất là già. Này ký trên chậu ta cần phải 2m2, 1m6. Cây này như ngọn núi, các cái phần nét cắt. Khả năng đây là phần hai thân này anh đóng vào này. Thân này đóng vào. Đây cũng vậy. Là khả năng là ba thân anh đóng vào thành một tác phẩm. Đây là tác phẩm chính này. Như là Si Búp Đỏ. Các cái phần da, cái phần tán nó đan vào, lễ nó đan vào nhau. Nhìn là cực kỳ là cổ và rất là nghệ thuật. Đó.
Đây là phần mặt bên hông này. Này đang trong quá trình chăn nuôi và tạo tác. Đây phần mặt đằng sau. Mặt này thì anh đóng nhìn có vẻ chuẩn hơn. Thì nó không phát hiện ra được 2 cây, 3 cây đóng vào. Đến với cây tiếp theo nữa. Đây cũng là một tác phẩm si bông đỏ. Tác phẩm si này nó cao chắc tầm khoảng 1,5 m rồi ạ. Cái vanh của nó chắc phải tầm 300. Cũng đang trong quá trình tạo tác. Và đây cũng còn một tác phẩm si bông đỏ cũng rất ấn tượng. Các cái vách thân của nó nhìn rất là khoái này. Rất là già và cổ. Này chắc do anh mới đưa về, anh đang trong quá trình dâm ô. Đây là sang mùa gió may này, là cái mùa của cây phôi. Thì các bác, các nghệ nhân đều có thể đưa các cái cây phôi về từ vườn hoặc mua quả ở các nhà vườn khác về để đục tạo tác lên những cái tác phẩm, những cái cốt đẹp. Và mùa này thì cây phôi cũng giao lưu, cũng mua bán rất là sôi động, đặc biệt là ở khu vực Nam Định em. Em quay lại cây khế mà em ấn tượng nhất cho một lần nữa. Đó, đây là cây khế. Khế này khế chua nhá. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video của nhà vườn Thành Nam. Các bác hãy cho em xin một lượt bình luận để bày tỏ cảm nghĩ cũng như sự chia sẻ cảm nhận của các bác. Rất mong được hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.